đây xe của ai? Xe con Nghiêu Vượng à? Hả? Ơ! Thôi anh ngu vậy đâu? Thôi anh lấy xe đó. Xe anh cứ làm quá. À mày nói với tôi. Mày nói mày mày nghe. Ok ai nói nói nhau bảo sao đây? Nói nhiều. Bản thân ơi, ta hãy luôn luôn khắc ghi những giây phút này tình anh em, mong kiếp sau mãi như vậy. Bắt anh em nhá, hôm nay sẽ giới thiệu cho anh em một con game vừa mang tính chất giải trí anh em ạ. Đấy, vừa kiếm được tiền anh em, đó anh em biết con game gì đấy? Con game 1xBet anh em nhá. Đấy, công ty trở thành công ty hàng đầu thế giới trong ngành trong 10 năm anh em ạ. Con nền tảng game lớn nhất bao gồm Udder và Over 7, Spinomino và Bogo anh em ạ. Đấy, và nhiều nền tảng khác, hơn 500 thể loại game, chỉnh sửa tỷ lệ, thống rút tiền. Cực dễ dàng cho người chiến thắng phần thưởng. Cho người mới chơi cực kỳ cao anh em ạ. Tất cả nói lên chất lượng của 1xBet đem lại anh em nhá. Đừng bỏ lỡ cơ hội của bạn, chỉ cần nhấp vào phần liên kết mình đặt dưới phần mô tả anh em ạ. Ở video này chuyển sang phần thưởng nhằm mã khuyến mãi của tôi là Long 1x anh em ạ. Anh em sẽ nhận tới 390 euro và 30 FS anh em nhá. Trong lần chơi đầu tiên tất cả thông tin ấy mình đặt ở dưới phần mô tả ở video này của mình anh em nhá. Long trong anh mày qua đây mà qua cả thằng anh mình ra đây không? Long ơi, anh Hoàng ơi, đi ơi anh ạ. Đi anh. Đây xe của ai? Xe con Nghiêu Vượng à? Hả? Ơ! Thôi anh ngu vậy đâu? Thôi anh lấy xe đó. Anh làm sao rồi à? Hả? Thôi anh. Kiện gì? Mày thay đổi gì đâu? Anh Hoàng ơi! Anh Hoàng ơi! Xe đó bây giờ chú như thế thì em lấy đánh nồng. Bye bye. Xong rồi mày lấy xe đó nè. Ra xong lấy, xong rồi đánh em. Gì làm sao? Đạp xe mà. Anh sao rồi? Đạp xe mà. Sao rồi anh? Quay lấy xe đó à? Nó đập xe anh mà, giờ anh ngồi anh lấy xe về. Đập xe trước. Bây giờ nó đập xe trước, bây giờ ấy. Bây giờ nó kiện. Nói chung nhá, cái xe này nhá, bạn cứ để đây, bạn đi qua kệ bọn tôi. Cái việc con xe này để bọn tôi xử lý. Mày lấy xe đó bây giờ. Kiện mày, mày kiện đâu? Giờ cái xe này ấy. Để bọn tôi để bạn để tôi nó bạn để tôi luôn xem ơi. Còn ông sao nhỉ? Lấy lên lên quỳ xuống. Thật chú lên đây lấy quỳ xuống. Còn nó đập xe anh mà nó có đền đâu anh. Đập xe à? Anh mày rồi. Sao rồi? Xe cho xem à. Anh xem nào, anh ra phôn xe mình xe phá hỏng của đánh nó. Nói xe kệ bọn tôi xử lý. Bạn sao đi à? Cái con gì này nào? Anh người. Cái xe đó làm gì? Cái thằng nào? Thằng Hiếu Vượng à? Trả lời hết đi mõm. Lấy xe nào đi. Tôi đi bỏ đưa nó kiện mày đấy. Cho nó kiện luôn này, sao phải xoắn. Đấy, con vợ nó nhắn tin tao mà. Nó bảo à, mày lấy xe nào. Anh chơi với anh Hoàng, anh bảo anh đi lấy xe nào. Đi xe chống em đi rồi. Em tính bảo kiện thôi. Cho nó kiện đây. Kiện đi. Lấy xe ô tô thôi kìa. Làm nào nào. Xe nó không đéo gì. Là bỏ rồi. Cái xe này ấy. Có bố rồi. Mày xe nó. Cái xe cũng phải mười mấy triệu cũng phải vừa. Tôi đi sửa mười mấy triệu. Xe chỉ bằng với cái cửa của anh Hoàng thôi. Tôi đi anh Hoàng. Mày để xe đi. Tao lấy một lối, lấy xe tao đéo mình ngáo à. Tao bảo mày lấy xe. Tao bỏ cả lên. Mày nói với tôi. Mày nói mày mày nghe. Ok ai nói sao đây? Nói nhiều. Đưa đưa. 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 Đưa
Rồi bây giờ nhá, bây giờ bạn nhớ nhá. Không? Phải mở mồm như nào thì tôi. Hôm qua tôi lấy cho bạn đi. Còn tốt, may quá. Cái xe này bắt đầu quỳ xuống nhân viên luôn rồi nó đi cắn trộm của tôi. Bạn à, cái xe này của Hiếu ấy, cái của tôi mà tôi xử, tự xử lý của ông bạn. Khi mà lê bạn này đánh được long. Được quá rồi. Cất. Bây giờ nhá, Hiếu à, mua lấy xe ấy, nó ở lên đây nó quỳ xuống. Em cho lấy không, em kéo em cho lấy luôn. Chả thế sao không? Nó đập xe ô tô rồi này, nó đánh các thứ, nói chung là nó gây ra bao nhiêu chuyện rồi. Ô tô thế đâu, ô tô đập nhá, cả bên ngoài cả cái khung xe thôi. Mà xe quá hạng và nhục như chó này. Cái tôi giải quyết. Bây giờ bạn thích như nào thì bọn tôi đến đây ha. Đưa nó cái xe nó chỉ đi là gắn trộn. Nó lại chỗ này, chỗ này đi qua thôi. Xe tôi đừng đấy. Cho nó tôi cũng không cho nó. Anh thấy là tôi nó nói câu như nào thì xong. Ừ, cả đó. Nhưng mà nó lại ý đấy này kia nữa. Nó đập xe, nếu như mà nó không đập xe thì không bao giờ anh còn lấy làm gì. Anh thấy một lần giá xe thôi chứ, nó quẹt nó xử mình luôn. Giờ giá làm gì nữa. Nó kêu kích hôm qua đánh cả thằng này anh này. Nó đánh luôn cho anh Hoàng kìa. Không biết gì anh cứ sồn sồn ai cái nhé. Vậy à, thế nào sồn sồn. Chẳng vọng. Thôi bạn là mai mình lên Vân Lâm đấy. Tôi bạn Nam đi đấy. Đi này, thằng Hôn này, xe nó đi. Này à này, nó lại kiện thua. Nó lại bảo. Nó có đăng kiện không? Giờ nó kiện mình kiện lại. À, sợ này kia rồi. Ô tô với xe máy thì em cái nào hơn? Nó phá hoại tài sản của mình, còn xe nó vẫn đang nguyên đây anh. Nó không động mình thì chả động làm gì. Thứ nhất là nói chung là cái vụ của anh em mình đầu năm mình chưa xong thì tôi biết chừng mực của tôi, mình lấy xe tôi không đập phá hoại thì mình nhắc kêu cho mình được.